là mình xuống bể thăm lưới nha. Nè giọng không nha. Rồi hôm nay mình tiếp tục công tác quyền thoại, đánh cà cuốc bằng lưới khi mùa lũ tràn về nha cả nhà. Vậy hổm gầy ổng hầm hì quá trời, không biết mưa khi nào đây. Mà chịu giờ cũng chuyển hì hì mà cũng chưa mưa nữa cả nhà. Thì lời đầu tiên cho kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm cái tinh thần động lực ra những cái video hay tiếp theo nha cả nhà. Thì được cả nhà ủng hộ trong lòng anh em mình rất là hạnh phúc, và cảm ơn cả nhà rất là nhiều trong suốt thời gian qua ủng hộ anh em mình. Thì bữa nay ba anh em mình tiếp tục đi thăm năm cái tay lưới đánh cà cuốc nha. Thì nếu bạn nào có ý định muốn đánh cà cuốc lưới này thì đợi có một bữa sẽ mình sẽ có dịp để mình đi văng cùng mấy anh em mình test một bữa cách văng lưới sao để cho cả nhà xem nha. Hồi này thì anh em mình đang đuổi dài ra nha cả nhà. Hôm dính cũng hai mấy con rồi. Đêm nay chắc mấy anh em mình nói chắc dính không bằng đêm tối quá. Đêm nay chắc hơi yếu hơn quá. Nhưng cũng hy vọng cũng cả chục con, chục ngoài con là trúng rồi nha cả nhà. Rồi nào tới lưới có dính cái mình bấm máy quay cho cả nhà xem nha. Em mình Tâm thì đi bên đó, còn Dịp thì đi bên đây nha. Có bài nha cả nhà. Rồi tới lưới nha cả nhà. Đâu kiểm tra bánh rồi, bên đây thấy có nằm dưới nè. Ê bắt gì vậy? Đây mấy con đây. Đây được hai con, đây một con, một đó con. Con này ở ngoài bà vô. Đây một con, hai nè, con. Mình lên gì nhìn thấy vậy? Hả? Bốn con. Đây con. Con. Bốn con, Mỹ đắng con hay gia chịp? Năm con. Rồi, năm con nghe cả nhà. Ơi đây con nè. Nó đó. Nó hả? Ừ. Đằng kia con không? Ừ. Ừ, hy vọng tay ba con hơn, tay này tới 5. Chắc 5 tay 3 5 15 là đủ rồi. Đúng rồi. Rồi, tiến hành gỡ đi. Nó con này ngon nè. Con đó con nái. Ồ, ừ. Con này con nái là con cái đó hả? Con cái đó. Là kêu con máy ha. Con này cũng lâu rồi. Nó tới bà chắc tên chịu. Nha cả nhà. Rồi con này ta kêu là con cái, gọi là con máy, là con gái cũng được nữa. Nó hơi mấy bạn nhức đầu không? Chứ nó là con cà cuốc. Mà con này ta hay còn gọi là con, kêu là con chim mỏ nhát. Nó hai loại tên nha. Rồi miền Bắc là kêu con dễ dung. Dễ dung hả? Dễ dung. Mình đi mua lưới nó hỏi đánh có gì, anh đánh có gì, nó đánh có dễ dung ấy. Con dễ dung ấy. Nó còn mỏ nhát. Ủa nó còn con cà cuốc. Nó còn cà cuốc là gì? Anh đánh mua lưới con cà cuốc là con gì? Con này là nó ở đây lâu rồi nghe mấy bạn, nhìn nó đóng phèn rồi nè. Nó lội nó cả dưới gơm á. Còn mấy con mới di cư về nó sẽ không có mà nó để vô anh nằm im re hay ghét không. Rồi một con đầu tiên, con này con thứ hai nha cả nhà. Này tôi thấy dính ở ngoài nó bay vô không kịp. Ừ. Ừ. Mình đuổi không thấy chơi chết sợ. Mấy con này nó đâm hổn thiệt anh Tâm. Thì bởi vậy tôi nói mấy con đó gỡ lâu hơn nữa đó. Nó đâm một cái bớt vô đó. Nó đâm gì khủng lớn luôn đó. Đâm vô xe nãy giờ nè. Nó vô chổng nó nhảy tảng sáng cái đầu nó chập chân. Ừ. Nó nhảy bỏ vô nhảy tung mấy con kia đâu nhảy dữ vậy. Rồi con này con thứ hai nha cả nhà. Em này gỡ lâu quá mấy bạn thông cảm quá, nha. Quá trời dính rồi. Nhưng mà gỡ ấy quá thì xin mặt lưới ủng nha cả nhà. Ủa sao ngày hôm qua ông nói nè, thấy không mấy bạn
chuyên nghiệp mà. Chuyên nghiệp nắm cái một à, bữa nay quá khứ à. Thôi gầy tay gỡ không gầy, mỏi tay quá đó bạn, nhiều quá đó. Ai đầu ngón tay hết trơn. Rồi. Con thứ hai. Rồi, con thứ hai. Rồi lại con kế tiếp đi. Rồi, nên mình lại con thứ ba thôi. Mình đang gỡ. Vũ vũ 35 ra chẹp, đừng nữa tôi dễ kiểm tra lý. Rồi, con thứ ba nha cả nhà. Vậy đó, ngày mai em ra mà không thấy có lưới tùm lum trơn trên đây, lông tùa lưa trơn là biết rồi đó. Là biết. Ê con dơi. Đâu? Hả? Em chết không? Trời ơi, phát hiện một con dơi đã bị anh em mình nó xử nha cả nhà. Rồi. Bỏ con kia vô đi Tâm. Mới thọc quá dính nữa nè. Con thứ ba nha cả nhà. Con thứ ba. Em đang gửi con thứ tư nè. Chà, ông này cũng quẳng đỡ dữ ha. Con này dãy dắt dở mà nó cũng dãy nữa. Lại đắng nhưng chịp đi, con này em mò hơi lâu chút. Mấy bạn biết sao mình kêu đi nhiều không bạn? Có gì mình xé lưới. Chứ giờ nhìn má trời gì đó. Chắc cũng hy sinh mặt hay mặt lưới quá. Gỡ cách, mấy bạn biết rồi cách gỡ chim nhanh nhất là cách nào không? Mình đem ra kéo ra mình cắt thôi. Không ai nhầm thôi chứ giờ thua. Cách gỡ chim có một không hai nha mấy bạn. Thôi mình đi lại con kia đi, con này hồi chút xíu em mình đem lại nha. Bây giờ anh bỏ vô lòng ba con nha cả nhà. Mình đang gỡ con thứ tư với Tâm đang gỡ con thứ năm. Đó, con thứ tư. Chuyên nghiệp gỡ mà. Rồi, con thứ tư nha cả nhà. Trời, tung tung lên liền ha. Đó. Đó mạnh dữ, con nó mạnh. Bốn chú. Đâu cho cả nhà xem rồi nó. Bốn con nha cả nhà. Rồi nghe mình đang gửi con thứ năm nha. Chết. Nó lấy vô màn hình luôn rồi. Rồi. Rồi coi kiểm tra coi còn sót không nào không? Nè cũng nè. Cũng lỗ nào nói coi. Quá khứ. Khổ quá, mình chơi chiêu xé lưới mấy bạn ơi. Ừ. Tôi mới nói nè, mấy bạn có thấy cách gỡ chiêu có một không hai chưa? Ra ngoài đuổi không? Đuổi, cho anh hai ở đây đi, miếng này mình đi bọc bên đó đuổi, có gì có bay về mấy miếng kia mới được, miếng này miếng bìa mà. Miếng mạng nhiều rồi chẹp, miếng này là tôi đi hồi sớm là tôi thấy có miếng này có bay nhiều nè. Rồi cũng 6 con, miếng kế bên được rồi dính 11 con kìa. Ừ. Vậy mà sớm em đi nó bay ít, nó bay nó có 2-3 con hả nha. Còn cái miếng này là nó bay ở đầu trăm, nó không là trên một chục rồi. Quá trời mũi luôn cả nhà. Thằng ơi gỡ nãy giờ. Chịu đại mắt hay mắt đi. Xe đại mắt hay mắt đi, lưới này cũng mình nó cũng tới nái rồi. Có lưới này lưới mới năm rồi đó, mấy con cử ở ngoài đất của ông Diệu Hùng. Nó quắn nè, nó quắn nồi nãy giờ gỡ ra được con rồi mà giờ còn gì nè. Con này sáng dữ lắm. Chỉ chưa có gắt lại gai gì nó sẵn á. Thằng vũ vũ này nè. Thằng vũ 7 năm qua hả ta? Chịp đường xé lắm quá. Anh buông đi em cởi cho mà. Cái tay mình còn dính nè. Xé mắt nè. Không có. Thì đó nó mắt dính ngàn cổ rồi đó. Buông đi. Chắc cũng có đứt một số rồi. Chỉ kỹ ủ nó lớn này tôi mới nương nó hoài nãy giờ tôi không muốn xé. Trời ơi cái chuyên nghiệp gỡ là gì nè. Gỡ xong là rụng chùi lũi lông chân đó. Chùi lũi là rụng lông chân nha bạn. Chuyên nghiệp gỡ cũng lỗ. Chuyên nghiệp gỡ mà. Biết sao chuyên nghiệp không? Tại mình chiều tay này hồi chiều mình đi ra mình sửa lưới đó mấy bạn, dính được con cu còm á với một con cò. Hồi chiều đi ra cũng làm 4-5 con á. Hết dàn lưới dính 4-5 con. Con thứ 5 nghe cả nhà. Thứ 5. Rồi mình ấp máy tại đây nha. Nào có em hàng em mình đi đủ vô có dính nữa thì mình bấm máy lên.
Mà mấy bạn coi clip này chắc mắc cần, các bạn có vụ cà cuốc mà đuổi nữa ha bạn. Đó rồi mấy bạn có đánh kiểu như mấy anh em mình chưa? Để rồi đây, đi đuổi đi. Để đây cho kêu lại luôn. Rồi tay thứ hai nghe cả nhà. Chín không? Không dính nào chứ hả? À, được con nữa các bạn. Ừ, được con một. Trời ơi. Lỗi, ứ nhẹ bên máy chơi nè. À, ngồi về tắm luôn. Con kia lại chụp được cái thủng nước cho đó nè. Sáng con. Sáng con. Ừ, ba gì đó đó. Rồi, tay này được con một bù lời nãy. Hai tay sáu con. Mình hy vọng kiếm tay ba con mà. Tay này ngày hôm qua dính 11 con. Nay dính con một. Cái tay này sao kỳ vậy anh Tâm? Tay sao kỳ vậy? Tay này ngày hôm qua mình luồn đó. Không phải. Không phải. Rồi. Tay hồi gió nó lại vậy đó. Hả? Tay hồi gió nó vậy đó. Rồi bỏ vô luôn cái lòng đây. Nào cái dịch đi tính. Bà vậy là ông muốn cho nó thẳng lên là ông phải nhấc cái chậu. Kìa kìa lấy cái lòng tao. Cái chậu này kéo vô cái đầu này chân này bấm vô nè. Nè bỏ vô nhấc cho ra. Ông nhấc đâu được, ông phải cược hai con dây kia mới nhấc chứ đâu phải muốn nhấc. Rồi con thứ 6 này. Lạ nè. Đi. Đại gì? Nó dính chưa à? Thì ngang có dịch đó thì sợ dính dịch đó thì mình nâng lên sửa lại. Bay qua cạnh đó nhóc chừng 60 con. Rồi, con thứ 6. Mình tiếp tục đi còn 3 tay nữa. Còn tới bờ này còn tay bên đây nữa hết vậy? Được rồi, là còn 3 tay đó. Rồi. Anh em mình tiếp tục. Ba anh em mình tiếp tục đi đuổi dài vô nghe cả nhà. Đó, Tâm nghe mình nó mị bên cạnh bên đó, ngự miếng rồi chia nhau ngự miếng rồi còn 3 tay nữa ngự đuổi tay rồi. Nó anh em nữa. Mình đi ngay giữa nha. Rồi, mình đi dài vô thôi cả nhà. Không có dính mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Chia nhau đi ngự miếng rồi cả nhà. Chưa hai ba người lội miếng lội tới rồi luôn quá trời đuối luôn rồi. Rồi hồi vô chóng dính anh bấm máy cho cả nhà xem nha. Rồi, tới lưới nghe cả nhà. Ủa sao đây có tay vậy? Có không hả chịp? Có không? Ồ trên này hai ba con này chịp ơi. Quay quay đâu rồi? Ôi ơi con nào nó bự kìa. Ủa đâu mới con tay rồi, còn hai tay nữa đâu? Tâm tâm tay vô chậm tay. Vậy. Ờ gió đó. Rồi. Tay này một em đầu tiên. Em này em thứ 7 nha cả nhà. Ê này ba con nữa là 9 con đúng ba tay chứ 9 con nữa. Coi con đó chưa? Được rồi, con đó cỡ rồi. Không, con đó chưa có không? Không có rồi. Có chính nào? Rồi vậy tay kia phải 4 con mới đúng chi tiêu. Tay này ta 3 con người chính xác luôn nè. Ở ngoài nó bay vô nè. Ôi ơi nó mập, con đó con cái gì vậy? Hết biết mập. 3 con. Ờ cũng con một rồi quay không? Ờ con một gỡ không đi. Thôi con bên tay anh kia nghe mình gỡ luôn nha cả nhà. Con thứ 8 nha, con này con thứ 9 nha. Nó gỡ chuyên nghiệp gì đó mấy bạn. Rồi. Rồi con thứ 9 nha cả nhà. Rồi nghe mình gỡ tay bên kia con là 10 con. Hy vọng tay cuối dính Anh cầm này thì em đi trước vô đó cái anh lù qua anh đuổi cái tay trong đó. Hả? Được không? Rồi. Anh rồi đi theo anh Tâm. Mình còn tay nữa ở đâu nữa? Anh đi chỗ nào? Rồi thôi mình ta tạm bấm dừng máy đây nghe cả nhà. Ở trong kia còn tay nữa. Đó, nó giờ được nhiều nữa. Rồi, tay này tay cuối cùng, tay thứ 5 nghe cả nhà. Coi dính. Rồi, giá chạy cho nó. Tay này phải 5 con mới đủ 15 con hả? Một em gì lít lít dưới đây bà gì đây bà cò con cò đón ấy cho móc vô cái bị
mình đứng ở bên kia thì nó quay cái đít qua. Rồi sao quay. Đây con cò đỏ nghe cả nhà, quá trời quá rồi. Này mình gửi chắc hơi lâu à. Đó, hên con này bị lủng lứ rồi. Sáng lủng lứ rồi. Con cò ghê thiệt. Cái lứ này vừa dụng trên gió thổi lủng dụng trên. Kệ bữa bữa cũng nó di về đi. Rồi, một con cò đầu tiên. Con này con thứ 11 nha cả nhà. Đây một em nằm ở trên trên núi Vinh nè. Đó. Cái cuốc nằm hay gắt. Ê ê ê. Chết chết. Cái chân. Nguy hiểm chết sâu. Mạnh ghê không? Con nó mạnh hơn con máy hả? Bỏ vô chuộng là thấp hay thấp. Chưa biết nữa nè, mới bắt con được con cò nè. Đâu có. Có con mà. Con mà. Có đâu. Mấy con hả? Con cò. Con cò không đó. Con cái này bay rồi. Sao gọi vậy, đánh con nào nữa không? Không. Vậy có hai con hả? Mấy ngày cút. Con cây cút hả? Rồi, ba cái này con rồi. Nãy em gọi đẹp thấy ba con nha. Ừ. Ê, dưới đó con kìa. Con đó con cò. Con cò gỡ rồi. Rồi, còn con tập đâu đắng nữa kìa. Con xe xẻ cái con cò gỡ chưa? Không có con xe xẻ nào chứ. Có. Rồi, thôi bỏ vô đi. Nó nhiều quá, con này con thứ hai nha cả nhà. Đó làm tập đâu dưới đó. Rồi con thứ 12. Đây con nữa. Sẽ xẻ nữa vậy. Ờ đang cò không nữa. Con này nhìn dọc. Nhìn dọc. Không phải nhìn dọc, con chim mỏ chó mấy bạn. Sợ con chim nó kêu dữ lắm. Chim mỏ chó hả? Chim mỏ chó, quỷ nảy cắn nha. Cắn. Mổ lắm mổ. Mấy bạn biết sao đặt chim mỏ chó không? Cắn như chó. Chưa đó, tới giờ chưa đó. Chịp gỡ khéo khéo rồi đây. Có máu rồi, quay không được chịp rồi. Giờ con này nó dính nhiều nhớ mà không có máu. Gỡ dạ. Trời, mỏ nó cứng. Mỏ nó cắn đau ghê chịp. Chim chó mà. Chim chó mỏ chó mà. Vậy vì tại sao tôi chụp con cò tôi không chụp con đó. Đúng là mỏ chó rồi các bạn. Chị xảy con nữa rồi. Nãy em gọi em thấy có dính rồi ha. Ba con cà cuốc con cò. Em gỡ mấy con cà cuốc. Còn cà cuốc. Con cà cuốc với hai con cò. Con này nó con nhiêu nè. Con cò nằm dưới con quê chứ không cà cuốc nữa. Con cà cuốc nằm ở trên nữa. Con nằm trên mới gỡ đó. Dạ, con cà cuốc một quá hả? Ừ. Gái con cò lâu với ông, chuyên nghiệp gì? Cái nhậm tùm lum với cho nè, chỉ mang chuyện nhả ra nè. Còn chim mỏ chó này quấn thằng cổ nữa. Rồi. Quấn nó xe chừng ngàn đường. Chim mỏ chó nữa là 14 con nghe cả nhà. Học chỉ tiêu 1 con rồi. Được 15 con là... Đấy là mình chui vô chắc. Lòng nó cho chắn. Hehehehe
được rồi. Rồi, thành quả đêm nay là 12 con cà cuốc, 2 con cò. Ủa, 11 con cà cuốc, 2 con cò là 13, với 1 con chim mỏ chó là 14. Ủa, có 1 con cò hả? 2 lần. Nãy có 1 con nè. Nó không nè anh Tâm. Anh Tâm. Ừ. Thì nó mẹ, vậy vợ dính thì bắt rồi. Mày khéo bự. Rồi. Rồi nghe mấy bạn, tại ta lưới này nó nào ngay cái đêm trước mình có đánh nó trúng rồi nghe mấy bạn, cho nên bữa nay mình để lại mình vớt thì thôi, chứ nó không có được trúng hoài. Tại cái cách... Rồi thành quả đêm nay là bao nhiêu nha cả nhà? Cái đá đánh của anh em mình không có giống người ta, mình đuổi, cho nên là nó dính được đêm nhiều à, mấy đêm sau nó dính hết lại. Rồi khỏi về nhà tổng kết luôn, để nhiều khi về nhà mấy bạn nó bắt mấy con cũ hôm qua nữa thì tổng kết tại chỗ đây cho cả nhà xem nha. Rồi đây đó. Đêm nay anh em mình thành quả là 11 con cà cuốc, 2 con cò là 13, với con chim mỏ chó là 14. Chim mỏ chó. Rồi thôi chào tạm biệt cả nhà clip này luôn. Rồi, chào cả nhà luôn. Rồi chào cả nhà clip này luôn chị ơi. Rồi chào. Rồi thôi cho anh em kênh Sông Bắc Sông Hậu TV mình chào cả nhà nha, chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nhấn chia sẻ ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.